Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Chủ đề của video ngày hôm nay của chúng ta đó là xu hướng của ba nhóm ngành chứng khoán, bất động sản và thép trong thời gian sắp tới. Thì ba nhóm ngành này là ba ngành vốn hóa lớn cũng như là có nhiều nhà đầu tư trên thị trường đang nắm giữ ba cổ phiếu của ba nhóm ngành này. Vậy xu hướng của các cổ phiếu nhóm ngành này là như thế nào? Sắp tới thị trường sẽ điều chỉnh thì các cổ phiếu điều chỉnh về vùng nào? Thì mình sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là về các cổ phiếu chứng khoán. Thì ngành chứng khoán là ngành mà mình đánh giá là có sự vận động đồng đều nhất giữa các cổ phiếu trong ngành, khi chủ yếu xu hướng của các cổ phiếu trong nhóm ngành này, một là tích lũy và hai là đã tạo ra trend tăng. Thì các cổ phiếu mà đã tạo ra trend tăng đó là các cổ phiếu đã vượt đỉnh cũ, ví dụ như FTS là cổ phiếu đã vượt đỉnh cũ và đã tạo ra trend tăng. Thứ hai đó là cổ phiếu MBS là cổ phiếu cũng đã tạo được ra được trend tăng. Hay thứ ba đó là cổ phiếu, ví dụ như cổ phiếu HCM cũng là cổ phiếu đã tạo ra được cái trend tăng này. HCM đã tạo ra được cái trend tăng. Và cổ phiếu cuối cùng đã tạo ra được trend tăng nữa, đó là cổ phiếu MBS. Thì đã có 4 cổ phiếu tạo được trend tăng. Ngoài ra thì một số cổ phiếu khác đang có sự tích lũy tương đồng nhau, ví dụ như cổ phiếu VCI này cũng đang tích lũy này, hay là cổ phiếu RS này, CTS này cũng đang tích lũy này, thậm chí là SSI hay là VND, là các cổ phiếu này đều đang trong cái quá trình tích lũy. Vậy cái lý do tại sao các cổ phiếu này lại đang trong quá trình tích lũy mà chưa thể vào sóng như các cổ phiếu khác trong ngành? Thì cái lý do đến từ cái việc đó là dòng tiền vào các cổ phiếu này chưa thật sự là mạnh mẽ. Anh chị và các bạn có thể nhìn thấy cái dòng tiền vào cổ phiếu VND, đây là dòng tiền vào này, đó, đây là vào một phiên này, hay là cái phiên này thì cũng dòng tiền cũng chỉ vào một phiên, tức là cái dòng tiền vào cổ phiếu không liên tục, chỉ vào một phiên, sau đó các phiên còn lại thì cái dòng tiền lại là ao ra. Đây anh chị thấy này, vào một phiên sau đó lại rũ, vào một phiên sau đó lại rũ, tức là cái lực cung của cổ phiếu này còn nhiều và nhà đầu tư lớn, những tổ chức lớn họ gom hàng xong nhưng mà họ cảm thấy rằng cái lực cung, tức là cái lực bán ra của những nhà đầu tư cá nhân ấy vẫn đang còn nhiều nên là họ chưa vào để mua gom để đẩy giá lên tiếp. Thế nên anh chị mới có thể thấy được đó là cổ phiếu tăng một phiên thì cổ phiếu lại Brexit. Và cái lý do này cũng có thể thấy đối với cổ phiếu DigiWorld thời gian trước cũng vậy, tức là cổ phiếu vào cái trong cái phong tích lũy này có dòng tiền vào nhưng do dòng tiền chưa vào lên tiếp nên cổ phiếu tái tích lũy xong thì cổ phiếu lại rũ, sau đó thì lại kéo lên tiếp. Tuy nhiên thì cổ phiếu này cũng đang trong cái form tích lũy mà thôi, và cái điều kiện để các cổ phiếu này vào sóng thì phải có ít nhất cái yếu tố đó là dòng tiền vào mạnh. Ví dụ như anh chị thấy cổ phiếu GVR, cái nhịp trước cổ phiếu vào sóng ấy là cổ phiếu liên tục có dòng tiền vào tham gia đỡ giá. Đây, cái phiên này là phiên dòng tiền mồi này, có một phiên dòng tiền mồi, sau đó thì liên tiếp 3, 4, thậm chí là 5 phiên dòng tiền vào liên tục. Anh chị có thể để ý dòng tiền bằng cách nhìn vào thanh khoản hay là volume của cổ phiếu. Nếu như dòng tiền vào mạnh là cái phiên mà cổ phiếu vượt trung bình 20 phiên, có thể là gấp đôi so với thanh khoản của 20 phiên, hoặc thậm chí là gấp 3 so với thanh khoản của 20 phiên, thì đó là mình gọi những phiên dòng tiền vào. Và điều kiện đó là dòng tiền phải vào liên tiếp. Còn nếu như dòng tiền chỉ vào một phiên, ví dụ như phiên này mà thôi, thì cổ phiếu sẽ break xong là cổ phiếu sẽ rũ lại. Nên cái điều kiện quan trọng đó là dòng tiền phải vào liên tiếp. Khi nào anh chị và các bạn thấy dòng chứng khoán có bắt đầu có cái xu hướng là dòng tiền vào liên tiếp thì khi đó là nhóm này mới có thể vào sóng được. Đây mình có thể lấy ví dụ cho anh chị và các bạn cái xu hướng của cổ phiếu có dòng tiền vào liên tiếp này. Đây, ví dụ như cổ phiếu VND trong cái giai đoạn tháng 5 và tháng 6 năm 2023, anh chị và các bạn có thể thấy được sau cái quá trình tích lũy của cổ phiếu này thì dòng tiền vào liên tiếp này, một phiên này, hai phiên, ba, bốn phiên và năm phiên. Đây, một phiên này, hai phiên, ba phiên vào liên tiếp. Khi mà dòng tiền vào 3-4 phiên liên tiếp như thế thì bắt đầu mới có cái tín hiệu là cổ phiếu vào sóng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua về cái xu hướng thời gian sắp tới của các cổ phiếu này. Đầu tiên là đi qua hai cổ phiếu đầu ngành, đó là các cổ phiếu ví dụ như là VND. Thì VND ấy, mình đánh giá là nếu như cổ phiếu mà rũ thì cổ phiếu có thể quay lại về cái vùng nền này. Đây, về cái vùng nền này là khoảng quanh vùng giá là khoảng tầm vùng giá 22. Không những đây là cái vùng hỗ trợ mạnh là nền giá của cổ phiếu mà còn là trùng với các đường hỗ trợ MA, ví dụ MA10 và MA20 là cổ phiếu cũng đang có cái hỗ trợ rất là mạnh về cái vùng này, đồng thời là trùng với cái MACD này luôn. Vì trong cái xu hướng tăng là giá sẽ vận động trên MA và giá sẽ vận động trên các đường hỗ trợ, ít nhất là đường MA50, nên là giá về vùng giá khoảng tầm quanh vùng giá 21.9 đến 22 đối với cổ phiếu VND là đẹp nhất. Sau đó thì cổ phiếu có quá trình bắt đầu có quá trình đi ngang lại này, ví dụ như thế này. Đây, cổ phiếu bắt đầu có quá trình rũ về đây này, sau đó cổ phiếu đi ngang von thấp như thế này thì sau đó là cổ phiếu mới có thể vào sóng được. Tiếp theo chúng ta sẽ xem cổ phiếu VX này. Cổ phiếu VX thì mình thấy là cái lực cung của cổ phiếu không nhiều, lực cung không nhiều tức là cái áp lực bán ra không nhiều ấy, nên là cổ phiếu mới có cái sức tới vận động khỏe. Thì đối với cổ phiếu VX này thì anh chị sẽ thấy được đó là cổ phiếu đã vượt được cái kháng cự đỉnh cũ rồi và cổ phiếu có cái xu hướng quay lại test lại. Và trong cái phiên
thứ thứ hai tuần trước ấy, thì có cái lúc là cổ phiếu về cái vùng hỗ trợ MA 20 sau đó rút chân, thể hiện được đó là cái dòng tiền đứng ngoài trực chờ mua khi cổ phiếu giảm là rất nhiều, nên cổ phiếu VX là một trong những cổ phiếu chứng khoán mình nghĩ là trong thời gian sắp tới có thể là cổ phiếu sẽ thể hiện sức mạnh tốt, bởi vì cái dòng tiền vào tham gia cổ phiếu này là rất mạnh. Và trong xu hướng thời gian sắp tới của VX ấy, là có thể là cổ phiếu sẽ quay về tạo cái vùng nền quanh vùng giá 17 này, 17.5 cho đến vùng giá 18, sau đó là cổ phiếu sẽ vào cái trend tăng của mình, thì VX là cái dòng tiền khỏe hơn một chút so với VND. Tiếp theo chúng ta xem SSI này. SSI là cái nhịp trước ấy, như mình nói ấy, đó là dòng tiền vào 1, 2, 3 phiên, tức là đã có 3 phiên dòng tiền vào rồi, nhưng 3 phiên này cách xa nhau không liên tục nên cổ phiếu không thể tạo được sóng lại. Thì cái điểm rũ tiếp theo mà cổ phiếu có thể là cổ phiếu SI sẽ hướng đến ấy, đó là ví dụ như về cái vùng giá khoảng tầm 34.4 này, đó, tức là về quanh cái hỗ trợ nền giá, cũng như là vào về quanh cái đường MA 20 này, là cổ phiếu có thể rũ về đây tạo cái mẫu hình, đó là mẫu hình gãy nền rũ. Tiếp theo là cổ phiếu ví dụ như cổ phiếu HCM này, thì đối với những cổ phiếu mà đã tạo trend tăng như thế này, tức là cổ phiếu đã vượt đỉnh như thế này rồi, thì có thể là cổ phiếu sẽ cần thời gian tích lũy và nhường cái trend hay là nhường cái sóng cho các cổ phiếu ở kênh dưới. Thì chúng ta đã có HCM là đã tạo được cái sóng tăng rồi, thì thời gian sắp tới là cổ phiếu sẽ cần thời gian tái tích lũy. Ngoài ra thì sẽ tạo cái sân chơi hay là tạo cái sóng cho các cổ phiếu khác, ví dụ như cổ phiếu VX thời gian sắp tới thì anh chị và các bạn cũng có thể chú ý được này. Hay là cổ phiếu CTS. Đây, các bạn thấy cổ phiếu CTS này là cổ phiếu mà cũng có thể chú ý được trong những cái thời gian sắp tới này. Đấy, CTS này, đó, cổ phiếu rất là gần đỉnh này, sẽ tích lũy quanh vùng này, đó, tích lũy quanh cái vùng này. Ít nhất đấy là cổ phiếu đã vừa dứt khoát được cái vùng này rồi, thì cổ phiếu chỉ cần vận động trên vùng giá 20.9, vùng giá 20.9 cho đến vùng giá 31 là anh chị có thể yên tâm nắm giữ đối với cổ phiếu CTS này rồi. Đó, hoặc VCI này, VCI thì hơi cách xa đỉnh một chút. Đấy, xu hướng cũng như CTS đó là sẽ tích lũy lại trên cái vùng kháng cự này. Tiếp theo chúng ta sẽ xem nhóm thứ hai, đó là các cổ phiếu bất động sản. Bất động sản ấy thì mình thấy là một trong những cổ phiếu khỏe nhất ngành bất động sản đó là cổ phiếu Nam Long. Đây, cổ phiếu Nam Long và cổ phiếu Phát Đạt là hai cổ phiếu mình thấy là khỏe nhất. Thứ nhất, anh chị có thể nhìn được là cái hiện tại ấy, là Nam Long là đang tiệm cận cái vùng đỉnh cũ. Cái yếu tố thứ hai là cổ phiếu đã có quá trình tái tích lũy. Đây, anh chị có thể thấy là cổ phiếu đã tích lũy được khoảng tầm là hơn 3 tuần trên cái vùng đỉnh cũ này rồi. Và với cái áp lực bán không nhiều như thế này thì cổ phiếu chỉ cần đi ngang tái tích lũy von thấp thì khi bất động sản vào sóng có thể Nam Long sẽ là cổ phiếu lead ngành, bởi vì cổ phiếu đang tái tích lũy trên kháng cự. Chỉ cần những phiên sắp tới cổ phiếu vượt được cái vùng giá khoảng tầm 39 này, sau đó là tích lũy khoảng tầm vài phiên nữa là cổ phiếu rất là dễ vào sóng. Hay là cổ phiếu Phát Đạt cũng vậy này. Phát Đạt thì mình thấy là cái xu hướng nó thanh thoát hơn, bởi vì là ít nhà đầu tư đu bám hơn. Thì cổ phiếu Phát Đạt sau khi mà cổ phiếu đã break được cái tam giác sideways này, đây là cái vùng tam giác sideways của cổ phiếu này. Khi cổ phiếu break được cái vùng tam giác sideways thì cổ phiếu đang có cái quá trình test lại trên cái tam giác này. Và cái những cái phiên mà cổ phiếu test lại ấy, thì đều là những cây nến nhỏ chứng tỏ được cái trạng thái giằng co, đồng thời thể hiện được cái cung cầu ấy nó đang có sự cân bằng. Chỉ cần là những phiên tới lực cung cạn dần đi và có lực cầu vào tham gia trở lại thì Phát Đạt cũng là một trong những cổ phiếu mà anh chị rất đáng để lưu tâm trong cái thời gian sắp tới. Nếu mà xấu nhất thì cổ phiếu sẽ về lại cái vùng nền giá quanh vùng giá 27.8, còn không ấy thì mình nghĩ là cổ phiếu Phát Đạt sẽ cần tích lũy trên cái cây bùng nổ này, tức là tích lũy trên cái vùng giá mà nhà đầu tư lớn họ đã găm hàng ấy, tích lũy trên cái vùng giá khoảng tầm 28.5, 28.6 là đẹp nhất đối với cổ phiếu Phát Đạt, còn xấu hơn là sẽ về cái vùng nền này, đó, về cái vùng nền quanh vùng giá 27. Tiếp theo chúng ta xem qua DAG này. DAG thì vẫn đang trong cái trend này thôi. Một trong những cổ phiếu mà có cái sức bật tăng mạnh ở nhịp trước là DAG. Tuy nhiên thì nhịp này cổ phiếu đang trong cái quá trình tích lũy ở cái trend này, và khi mà cổ phiếu có cái xu hướng tích lũy trong cái sideways up như thế này thì nhịp sau tăng giá rất là mạnh. Anh chị có thể thấy này, nhịp trước này cổ phiếu cũng là vào cũng cái sóng sideways up này. Có thể là khi mà sideways up xong ấy thì cổ phiếu sẽ rũ lại về cái vùng kênh dưới của vùng giá sideways up đấy. Có thể là cổ phiếu DAG này sẽ rũ về cái vùng kênh dưới này quanh 26.4 26.5 này, đó là rũ về cái vùng nền này, và sau đó thì cổ phiếu bước vào cái trend tăng mạnh. Hay là thậm chí là DAG ngày xưa này, anh chị có thể thấy này, DG ngày xưa này cũng trong cái kênh giá sideways up, và khi mà cổ phiếu đã vượt được cái vùng giá sideways up thì sau đó là liên tục những phiên tăng điểm, đó, liên tục những phiên tăng điểm. Nên là anh chị nào đang nắm giữ những cổ phiếu trong cái kênh giá sideways up này mà cổ phiếu không vi phạm, tức là cổ phiếu vẫn giữ được cái trend line dưới của kênh giá sideways up, thì anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ cho mình đối với cổ phiếu này. Tiếp theo chúng ta sẽ xem qua về cổ phiếu Novaland này. Novaland thì cũng có dòng tiền vào,
cũng có dòng tiền vào. Tuy nhiên thì do thị trường xấu cộng thêm đó là cái dòng tiền vào chưa quá mạnh mẽ thì cổ phiếu đang có cái xu hướng test lại. Cổ phiếu Novaland thì đã tạo được 1, 2, 3 đáy rồi, tạo được 3 đáy rồi, thì những phiên sắp tới là cổ phiếu có thể quay về cái vùng test đáy này và tạo cái mẫu hình là nâng đáy, có nghĩa là đáy sau cao hơn đáy trước đấy, tạo cái kiểu là nâng đáy như thế này đó, nâng đáy như này là cổ phiếu tạo được cái mẫu hình nâng đáy. Anh chị có Novaland thì anh chị vẫn nắm giữ. Đối với những cổ phiếu kênh dưới như thế này ấy, thì có thể là sẽ chạy sau những cổ phiếu kênh trên, bởi vì những cổ phiếu kênh trên là dễ vượt đỉnh hơn những cổ phiếu kênh dưới. Có thể là Nam Long và Phát Đạt sẽ vượt đỉnh trước, sau đó là mới đến những cổ phiếu kênh dưới, ví dụ như DXG hay là Novaland hay là một số cổ phiếu khác thì mới bắt đầu là chạy theo. Tiếp theo ấy, là chúng ta sẽ chú ý đến là nhóm thép. Thì nhóm thép là cũng có sự phân hóa giữa các cổ phiếu trong ngành, thì mình thấy là đang có cổ phiếu HPG là khỏe nhất, bởi vì là cổ phiếu đã có cái phiên gọi là cái phiên tiền vào. Đây, cái phiên này cái phiên tiền vào này. Đó, cái phiên này phiên tiền vào. Sau đó là hai phiên liên tiếp cũng có dòng tiền vào và cổ phiếu đang có xu hướng là quay lại kênh giá này, thì cũng giống như DIG là cổ phiếu vận động trong cái kênh giá sideways up. Đối với những cổ phiếu mà vận động trong kênh giá sideways up như thế này, chỉ cần cổ phiếu không thủng cái hỗ trợ kênh dưới này thì chắc chắn với mọi người là cái nhịp tăng sau đó của cổ phiếu rất là mạnh, và cái nhịp rũ này mình đánh giá là rũ là cần thiết để loại bỏ được những nhà đầu tư lướt sóng trên thị trường, những nhà đầu tư đu bám trên thị trường, thì khi đó cổ phiếu mới có thể vào trend tăng mạnh mẽ được. Thì đối với cổ phiếu HPG, anh chị có hàng thì vẫn nắm giữ, và nếu như anh chị muốn mua thêm thì mọi người sẽ canh về cái vùng hỗ trợ này, ví dụ như vùng giá 27.7 và có về cái vùng giá 27.7 trùng với đường MA50, đồng thời trùng với cái trend line của cổ phiếu, thì anh chị và các bạn mua thêm. Thì HPG xu hướng đang thanh thoát hơn một chút, bởi vì là cổ phiếu này là cổ phiếu trụ và xu hướng trong cái thời gian trước ấy, đó là dòng tiền vào nhóm trụ, nên là HPG cũng đang có cái xu hướng rất là khỏe. HDG này, HDG cũng vậy, đó là cổ phiếu đang vận động trong cái kênh giá sideways up này, thì kỳ vọng là cổ phiếu sẽ về được cái vùng này và tạo được hai đáy này, đó, về được cái vùng kênh giá này hoặc tầm quanh vùng giá 22.1 thì cổ phiếu sẽ tạo được hai đáy. Thông thường là cổ phiếu đi lên ấy là cổ phiếu sẽ test đi test lại cái vùng này ít nhất là 2-3 phiên, đó, test lại cái vùng này. Nếu như anh chị thấy không thủng cái vùng này trong vòng 2-3 phiên, anh chị có thể yên tâm về cổ phiếu. Nam Kim cũng vậy này, đó, Nam Kim. Thì đối với Nam Kim ấy là cổ phiếu là đầu tiên là đã về được cái vùng này rồi, thì phiên mai sẽ là phiên rất quan trọng đối với cổ phiếu Nam Kim. Nếu như mà cổ phiếu về cái vùng này, ví dụ về cái vùng khoảng tầm là vùng giá khoảng tầm quanh 23.7 hay là 23.7 hay là vùng giá 23.5 mà cổ phiếu có lực cầu và đỡ rút chân thì anh chị có thể yên tâm nắm giữ. Còn nếu như mà cổ phiếu vi phạm, tức là cổ phiếu gãy cái vùng hỗ trợ trendline dưới với thanh khoản cao, thì khi đó là cái yếu tố cũng như là cái tín hiệu mà anh chị cần hạ tỷ trọng đối với cổ phiếu này. Bởi vì là ngày trước thì mình cũng có khuyến nghị Nam Kim và mình vẫn đang theo sát cổ phiếu này. Nếu như cổ phiếu này có về cái vùng này trùng với cái vùng giá vốn của anh chị và các bạn, thì khi đó là mình sẽ báo là bán hòa vốn hoặc là mua thêm. Nếu như cổ phiếu có dòng tiền vào thì mình sẽ báo bán mua thêm, tùy tình trạng của cổ phiếu trong những phiên sắp tới. Đó là cái chia sẻ của mình về các cổ phiếu thép, chứng khoán và bất động sản. Nếu như anh chị và các bạn cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình một like video và subscribe kênh để mình có động lực chia sẻ những kiến thức hữu ích đến mọi người nhé. Và anh chị nào muốn đồng hành với mình trong nhóm khách hàng để mình hỗ trợ điểm mua bán cũng như chia sẻ kiến thức đầu tư, cập nhật các cổ phiếu khỏe có điểm mua trong phiên, thì anh chị có thể liên hệ với mình qua Zalo, số điện thoại mình để trên màn hình. Điều kiện chỉ cần anh chị có tài khoản VPS và gắn ID của mình là được, mình không thu thêm bất cứ khoản phí gì. Còn anh chị đang giao dịch bên khác chưa tiện chuyển về VPS và chuyển về ID mình thì có thể inbox với mình qua Zalo để mình hỗ trợ vào nhóm khách hàng theo hình thức khác nhé. Ngoài ra thì bên mình vẫn đang liên tục tuyển dụng cộng tác viên làm việc trong lĩnh vực chứng khoán. Nếu anh chị nào có niềm đam mê về chứng khoán và muốn làm việc trong lĩnh vực này thì có thể là liên hệ với mình qua Zalo để mình trao đổi thêm về công việc này nhé. Cuối cùng thì cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Chúc anh chị và các bạn đầu tư thật thành công.